Các anh em thân mến, hôm nay đi câu về hơi ốm tí nhưng mà thấy đang hàng hóa rất là nhiều luôn. Thì có một cái chuyện như này là trước tôi có unbox một loạt những cái máy câu ngang dòng BFS hoặc là cái con custom stream của Daiwa ấy, thì là máy câu suối ngang giá nó khá cao. Đây, đây mấy cái con Curado hay là Alphard E này thì là giá nó, nói chung là nếu mà anh em chơi những cái cây cần lure mẹ suối mà nó giá trị cao hoặc là có điều kiện kinh tế chơi những con này thì không nói, vì nó chỉ trên vài triệu cả. Nhưng mà có những cái các hoành cây huy, có những cái cần ví dụ như là cái cây rock and roll nữa các bác, rock and roll này thì cây này nó chỉ là cái cây câu suối nhưng giá nó có vài trăm ngàn thôi, vài trăm ngàn bây giờ ghép với cái cây cần cái máy vài triệu thì nó cũng hơi khập khiễng một tí. Thì là chúng tôi hôm nay là có một cái mẫu máy câu ngang nó cũng rất là rẻ luôn cho anh em chơi, cũng của hãng Obsession luôn, cũng chính của cái hãng 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 sản xuất cái cần này nhá. Thì tôi unbox nhanh để anh em coi, thì còn hôm nào cái video review chi tiết thì chúng ta có thể là sẽ có một buổi sau. Thì đây một thùng đồ đây, đây là cái mẫu máy gọi là Obsession V7 của hãng Obsession đấy, có cả phiên bản máy bên tay trái và tay phải cho anh em chơi, tùy anh em thích chọn cái phiên bản nào thì chọn. Đây là tay quay bên phải này, và có cả phiên bản máy cối nông và cối sâu. Thôi chi tiết cái sản phẩm này thì anh em click ở dưới mô tả video này là có cái sản phẩm này. Thế nhưng mà đây là cái máy ngang câu suối mà tính đến bây giờ là có thể coi như là rẻ nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho các bác. Huy Huy gá vào cho anh cái này cả, để mang ngoài kia cho nó sáng sủa phát nào. Thì anh em chơi máy ngang để lua suối ấy, thì nó không thể dùng những cái máy câu lua bình thường vì là nó không thể nào ném mồi nhẹ hẳn được, nó phải có cái công nghệ ví dụ như Shimano thì hay gọi là BFS ấy. Thế còn bên Daiwa thì hãng lại gọi là kiểu E, dòng E, E là không khí ấy, của hãng thì nó lại dành để câu suối, gắn cho anh cái đầu cần này vào cái đây của cái cây này. Thì cái bộ này nó chỉ có khoảng cả bộ chắc chỉ dưới 2 triệu anh em chơi hợp lý, chứ còn nếu bây giờ gắn cái cây cần có mấy trăm nghìn với cái máy 4-5 triệu thì nó cũng hơi khập khiễng một tí về chi phí. Đây, bỏ ra ngoài kia coi nhá, quay một lèo luôn mở trên cái cửa cái. Đây, tôi xin phép là quay luôn thế này cho anh em coi này. Zoom vào một tí nha. À, cái cối nó cũng làm giống như kiểu của bên Daiwa là cái con Stream E ấy. Thì là cối có lỗ này, giảm cái trọng lượng của cái spool đi. Thì là mồi ném mồi nhẹ, mà con này là phiên bản cối nông này, anh em vào dây nó chỉ có tí thôi, vì mình câu suối mình không cần phải là dây dài đâu, chỉ khoảng 20-30 mét là anh em có thể là câu được rồi, chứ câu suối đâu có cần câu dài đâu, thường chỉ vào khoảng tầm 50 mét đến 70 mét là hợp lý. Đây chi tiết cái máy đây, mặt dưới đây, thật ra thông số kỹ thuật thì hãng cũng ghi khá nhiều nhưng mà chúng ta không thể đòi hỏi, ví dụ như là 10 vòng bi hãng ghi là 10 vòng 10 cộng 1, nhưng mà không thể nào vòng bi nó xịn được như kiểu 10 vòng bi của Shimano hay là 10 vòng bi của Daiwa được. 10 vòng bi nó có thể có 10 vòng bi vật lý thật, thế nhưng mà bi thì nó cũng chỉ là cái chất liệu gọi là bình thường thôi. Thế còn cái tay quay này cũng khá là oách luôn, dạng carbon luôn đây, núm thì như kiểu này. Nói chung đây là một cái bộ cần lua gọi là lua suối máy ngang rẻ nhất đến thời điểm hiện tại giờ chúng tôi cung cấp cho các bác, và anh em có thể lựa chọn để chơi kiểu đi câu mương, câu cá suối á. Còn anh em thích không thích chơi máy ngang máy dọc thì có rất nhiều lựa chọn máy dọc rẻ tiền. Máy ngang thì để chơi được lua suối thì đây, cây này là cái cây hiện tại bây giờ là phù hợp nhất cho anh em có thể là mua được, mà nó giá chi phí nó rẻ nhất. Chứ còn nếu mà anh em có điều kiện kinh tế thì cứ xin mời làm mấy cây BFS của Shimano với lại Stream E của Daiwa là nó ngon choét luôn.